Năm 1969, Lâm Hoàng một mình rời Quảng Nam lên Sài Gòn, theo học Đại học Nông Lâm Xúc. Qua năm sau, vì quá nhớ vợ, nhớ gia đình, Lâm Hoàng đã viết thành ca khúc đầu tiên mang tựa đề Một Kiếp Yêu. Nhạc phẩm này không bao lâu sau đã được trình bày qua tiếng hát của Chế Linh. Tại Sài Gòn, Lâm Hoàng một mặt đi học, một mặt khác tạo dịp làm quen với những nhân vật trong giới sinh hoạt nghệ thuật, với ước muốn có dịp thi thố được khả năng. Do lòng yêu nghề, thấy bất cứ nơi nào có những sinh hoạt văn nghệ là anh tìm cách chèn chân vào. Yêu nghề mà mình thích làm văn nghệ vậy, thích ca, cái hát, làm vui thì cho khán giả, cho mọi người, thì chỗ nào văn nghệ là mình đi tới. Rồi nói chung thì mình làm văn nghệ thì đôi lúc nó cũng dạn dĩ hơn. Mình đứng trước khán giả mình nói cũng được, là mình tới để ăn thua cho mình không à. Mà cũng nói chung thì anh cũng biết rồi, làm văn nghệ là cuộc sống nó cũng bon chen lắm. Đi tới chỗ này chỗ kia rồi mình phải cố gắng, mình phải trau dồi rồi học hỏi này kia. Thoạt đầu, Lâm Hoàng được thu nhận vào những vai trò ca sĩ, diễn viên kịch thứ yếu. Hồi đó thì Lâm Hoàng vào Sài Gòn đâu có quen với ai đâu. Thì vào đó thì xin vào nói rồi, hay là ngâm thơ, tất cả những cái gì mà thuộc văn nghệ thì Lâm Hoàng cũng bon chen lắm. Thì đi vào đó mình xin thì mấy ông nhạc sĩ thấy mình hát được thì ông cho mình hát. Như với nhạc sĩ Bảo Thu, anh trở thành một nghệ sĩ của chương trình ca nhạc nổi tiếng này sau khi lấy nghệ danh là Bảo Lâm, do chính Bảo Thu đề nghị. Xin vô Bảo Thu để làm chương trình Bảo Thu, rồi Bảo Thu nói thôi bây giờ đặt cho Lâm Hoàng cái tên là Bảo Lâm đi. Thì Bảo Lâm cũng được. Sau đó có một thời gian anh còn hát cũng như đóng kịch cho các ban kịch Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương, Nguyễn Phương, vân vân. Dần dần với khả năng của mình, anh được giao cho công việc phụ tá cho nhiều đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt Nam. Đại khi đóng kịch tới gặp Nguyễn Phương, chương trình Nguyễn Phương đó, thôi bây giờ tôi có khả năng mà coi, nếu được thì xin đạo diễn thử qua. Là đi làm phim thì hồi đó cũng xin đi vào đóng phim. Thì tự nhiên từ vai nhỏ rồi lần sau này thì Lâm làm trợ lý đạo diễn cho những đạo diễn như Bùi Xuân Dân, Lê Hồng Hoa, Lê Mộng Hoàng đó anh. Cũng trong lĩnh vực điện ảnh sau năm 75, Lâm Hoàng vẫn tiếp tục làm phụ tá cho một số đạo diễn như Hải Ninh, Châu Quế, Trần Phương, cùng một số đạo diễn trước 75 như Bùi Sơn Duân, Lê Hoàng Hoa, Lê Mộng Hoàng, Lưu Bạch Đàn, vân vân. Ai về miền dưới Hậu Giang cho tôi nhắn gửi đôi hàng ước mơ. Nên kiều em gái Cần Thơ, bao năm anh vắng thương chờ đợi mong. Anh giờ ngàn dặm xa xăm thương em rồi là một sáng tác của Lâm Hoàng mang tên Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ, do chính anh trình bày để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho anh hôm nay. Đến năm 1980 thì Lâm Hoàng cùng vợ và ba con rời Việt Nam, sang định cư tại Canada, nơi họ đặt chân tới lần đầu tiên là một thành phố nhỏ tên Rainy River, có thể nói là một nơi khỉ ho cò gáy. Cách nơi cư ngụ hiện nay là Thunder Bay không xa. Trong khung cảnh vắng vẻ và buồn hiu buồn hắt đó, nỗi nhớ nhung quê hương nơi Lâm Hoàng đã dấy lên mãnh liệt, khiến anh có thêm nhiều cảm xúc
để sáng tác. Trong bối cảnh đó, nhạc phẩm Phương Trời Xứ Lạ ra đời. Thì hồi đó khi mà mình đến cái phương trời xa lạ với mình, từ tâm tư, tình cảm, xã hội, ngôn ngữ, tập quán đều khác nhau. Thì từ đó cái cảm xúc của mình mạnh lắm anh, nó nhớ nhiều cái kỷ niệm xa xưa. À, rồi mình mới nhớ lại, cái bắt đầu mình viết cái bài đó. Hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên lối cũ, mưa chiều giăng lối đi em đứng nhìn mặt bơ vơ, tóc xõa từ bờ vai hoen đi sầu rưng rưng lệ, cho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trông tin. Phố cũ hời đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm, sao đời xeo đắng cay để cho mình thương. Đón em về cùng diều nhau đến sao rơi. Em tôi đâu rồi? Em tôi đâu rồi? Để cung đàn kia gây đôi. Phương trời xa xứ lạ đôi vai gầy ôm khí. Chúng ta coi như là áng mây trôi. Anh chỉ tìm lại em trong men tình cay môi mặn. Mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng cay. Mạnh Quỳnh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Phương Trời Xứ Lạ của Lâm Hoàng trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện. Nỗi nhớ quê hương của một người mang tâm hồn nghệ sĩ vào thời điểm này như Lâm Hoàng thật là dạt dào khi nhớ về những kỷ niệm thời niên thiếu ở nơi chôn nhau cắt rốn. Khi mà anh lớn lên rồi, anh mới xa rồi đó, lúc nào anh cũng nhớ về cái cội nguồn, cái lúc mà anh còn thư sinh anh. Tại vì cái tuổi mà bắt đầu từ 10 tuổi trở lên tới 17 tuổi, khoảng đó là cái tuổi mà nếu mà tuổi con gái là tuổi trăng tròn lẻ đó anh, thì cái nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ nói đến những cái kỷ niệm, bây giờ hỏi thứ anh là anh nhớ về cái tuổi đó nhiều hơn sau này. Khi ra đến hải ngoại, chính những cái tân tiến mới mẻ cùng nhịp độ sinh hoạt rất nhanh ở đây đã khiến Lâm Hoàng nhớ nhiều hơn về khung cảnh êm đềm, nhẹ nhàng nơi vùng sông, vùng biển của anh trong thời niên thiếu. Khi mà anh ở hải ngoại rồi đó, anh thấy hải ngoại là đường phố khoa học kỹ thuật, cái gì nó cũng mới lạ, cái gì nó cũng nhanh đánh. Nhưng mà lần lần cái tuổi lớn rồi là anh muốn trở về một cái kia là relax đó, cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì là anh càng nhớ những cái đó nhiều hơn đó anh. Chiều chiều thả diều đi chơi này kia, tôi đi tắm biển, đi tắm ao, tắm sông, tắm biển. Quê của Lâm Hoàng cũng có biển nữa, đi tắm biển. Thì nó nhớ nhiều lắm, cho nên cái những cái kỷ niệm đó là không bao giờ quên được anh ạ.